Hôm nay tôi sẽ làm một con sói bị chi nã đến 10 sao. Cụ thể câu chuyện như thế nào, chúng ta cùng theo dõi. Cũng giống như bao nhiêu con sói khác, tôi không biết ăn chay, chỉ biết ăn thịt. Tôi cũng có cha và có mẹ, nhưng cha mẹ tôi lạ lắm. Cụ thể là tôi là một mối tình oan nghiệt giữa mẹ tôi và ông hàng xóm. Kết quả bà đã đẻ ra tôi rồi ném cho ông hàng xóm nuôi, cũng chính là cha của tôi hiện tại bây giờ. Cái kia vừa nhắc tới thôi, ông đã đi kiếm thức ăn về rồi kìa. Cha của tôi mà chết đi chắc là linh thiêng lắm. Nhưng mà sao hôm nay ổng thật là lạ, người ổng đầy máu me. Không lẽ ổng đi dụ con sói cái nào, kết quả bị chồng của con sói đó cắn cho tè tui hay sao? Mày cầm mồm đi. Vừa về tới hang, ổng đã té ngã xuống rồi. Tôi chạy tới nói rằng: ông hàng xóm ơi, ông hàng xóm. À nhầm, ba ơi, thức ăn đâu rồi? Ổng nhìn tôi rồi tắt thở. Nhìn ổng cũng đáng trách, nhưng cũng thật đáng thương. Dẫu gì ổng cũng là cha của tôi. Thôi, tôi để ổng yên nghỉ trong cái hang. Còn bản thân của tôi bắt buộc phải ra ngoài kiếm thức ăn mà thôi. Tôi cũng đã bước chân ra bên ngoài và bắt đầu chuyến phiêu lưu đặc biệt của mình. Đi mãi, cuối cùng tôi đã tới được một nơi gọi là thế giới của con người. Nơi này thật là lạ. Trước đó tôi cũng được ba tôi kể về thế giới nhân loại là một nơi có rất là nhiều thức ăn và nước uống. Tuy nhiên ở đó có một loài sinh vật được gọi là con người. Bọn chúng làm chủ tất cả, đồng thời bọn chúng rất ích kỷ và vô cùng tàn bạo. Bọn chúng có thể ăn bất cứ thứ gì bọn chúng nhìn thấy. Nhưng khi tôi đặt chân vào nơi này, tôi đã bị quyến rũ bởi những con bò sữa mập địch. Nước miếng nước vải của tôi chảy không ngừng. Và tôi đã quên đi những lời căn dặn của ông già mình, tức là cha của tôi. Tôi lao tới những con bò sữa đó như một con chó điên và cắn xé bọn chúng. Thế rồi tôi đã gặp một chuyện kinh hoàng các bạn à. Lúc này một tên con người đang chăn lũ bò sữa này nhìn thấy tôi tấn công những con thú nuôi của hắn. Hắn liền lao ra đánh cho tôi vài cái, khiến tôi hoảng hồn định bỏ chạy. Chạy được vài bước, tôi nhớ rằng tôi là một con sói mà, mắc mới gì sợ con người chứ. Tôi chơi thử tên con người đó luôn, coi hắn như thế nào, có giống như trong lời cha tôi kể hay không. Kết quả tôi đã hạ được hắn. Đột nhiên phía trên góc phải màn hình tôi đã bị một sao. Ngay lập tức tiếng còi inh ỏi phát ra từ một nơi nào đó vang lên. Lúc này đã xuất hiện những tên con người thuộc một tổ chức nào đó, bọn chúng đến để muốn bắt tôi. Không lẽ kia là những tên trộm chó trong truyền thuyết mà tổ chó sói nhà chúng tôi phải sợ hay sao? Không, chính xác hơn, từ miệng của bọn chúng nói với nhau, bọn chúng chính là cảnh sát. Ôi trời đất ơi, không hay rồi, tôi phải chuồn thôi. Ở đây lát nữa bọn chúng đem tôi vô quán thịt cày mất. Chạy không được bao xa, tôi đã vào một nơi đang xây dựng của loài người. Nhưng lúc này những tên cảnh sát kia phản quyết đuổi theo tôi. Lần này tôi toan rồi các bạn à. Trời đất ơi, tôi không muốn chết đâu. Tôi chỉ là một con chó sói mới lớn thôi. Tôi còn chưa biết mùi của sói cái. Tôi còn chưa biết mùi đi dụ vợ của người ta, giống như cha của tôi đã từng làm. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Thế rồi những tên cảnh sát đã truy lùng ra tôi và phát hiện tôi đang ở công trường này. Bọn chúng đang muốn bắt tôi, nhưng tôi đã núp vào một góc và sau đó tấn công bất ngờ một tên cảnh sát. Lúc này trên màn hình lại xuất hiện thêm một sao nữa. Tôi tổng cộng bị truy nã với mức độ 2 sao. Và rồi tiếng súng bắt đầu nổ lên các bạn à. Có vẻ như tình hình trở nên căng thẳng rồi. Nhưng tôi không muốn bị bắt đâu. Tôi không muốn rơi vào tay của những tên cảnh sát này. Tôi phải thoát được. Tôi sẽ cố gắng hạ cái tên cảnh sát đang muốn nắm đầu tôi. Tôi cũng đã làm được. Nhưng khi chạy về phía của những vách tường ở công trường, trời đất ơi, nơi đây bị bao vây bởi những cái hàng rào rất là cao các bạn à. Chỉ có một cửa ra nhưng bị cảnh sát bao vây mất tiêu rồi. Phải làm cách nào đây? Đột nhiên tôi nhớ tới những tên con người có thể đứng bằng hai chân. Hai tay bọn chúng vươn lên cao. Thế là tôi cũng bắt chước bọn chúng, cố gắng đứng thẳng người trên đôi bàn chân của mình. Và hai chi trước của tôi tạo thành hai cái tay để nắm lấy bức tường kia và leo ra ngoài. Sau đó tôi lại tiếp tục giữ cái hình dáng này để có thể dễ dàng vượt qua những địa hình khác.
Đồng thời thì tôi đứng như thế này, những tên con người khác khó có thể phát hiện ra tôi là một con chó sói. Nhưng được một hồi, tôi lại bị những tên cảnh sát đặc nhiệm hơn phát hiện ra. Bọn chúng đã sử dụng cái thứ vũ khí gọi là súng nã liên tục, khiến tôi rất là đau đớn, bị ép tức nước vỡ bờ. Tôi không muốn chạy nữa, tôi đã quay ngược lại bọn chúng và tấn công. Tôi dùng móng vuốt, hàm răng sắc nhọn, chưa bao giờ đánh răng và cực kỳ mỏ thối của mình, tôi đã cắn vào những tên cảnh sát đó. Một tên đã bị tôi cắn ngay cổ, khiến hắn ngã gục xuống. Trên người của hắn đã rớt ra thứ vũ khí gọi là súng. Tôi nhanh chóng cầm cái cây súng đó lên. Wow, thật bất ngờ. Đây là lần đầu tiên tôi sở hữu được vũ khí của con người. Sau đó tôi cũng ngó xung quanh, nhìn thấy những tên cảnh sát khác cũng đang sử dụng thứ vũ khí này. Bọn chúng bóp cò trên thứ vũ khí và từ trong vũ khí bắn ra những cái viên đạn đầu xuyên thủng mục tiêu. Thế là tôi cũng bắt chước y chang và tôi cũng đã làm được. Có điều bây giờ thì tôi lại bị thêm truy nã một sao nữa là ba sao. Lũ cảnh sát lúc này kéo tới rất đông. Tôi đã quyết định chui vào trong một cái hộp sắt, chính là những chiếc xe mà con người đang di chuyển. Tôi vô tình nhấn ga, chiếc xe này chạy náo loạn, tứ tung cán rất nhiều tên cảnh sát. Nhưng sau một hồi sử dụng, tôi quen thuộc, tôi biết bẻ lái để cho chiếc xe chạy theo như ý muốn của tôi. Nhưng khoa, đột nhiên tôi thấy được một cái nhà có biểu tượng hình cây súng kìa. Không lẽ ở bên trong đó bán vũ khí cho những tên cảnh sát hay sao? Quyết định dừng xe lại, tôi nhanh chóng chạy vào bên trong đó. Và thật bất ngờ, đúng như những gì tôi đoán, trong đây là một kho vũ khí luôn. Quá trời quá đất các loại súng. Được rồi, lũ con người muốn giết tôi, vậy thì hôm nay tôi sẽ cho bọn chúng biết thế nào là sự thông minh của loài chó sói. Tôi cũng càn quét hết tất cả vũ khí ở đây và cho vào trong túi của mình. Về phía của lũ cảnh sát, bọn chúng kéo càng ngày càng đông tới. Vâng, cũng đúng thôi, ở cấp độ truy nã 3 sao mà. Tôi bây giờ giống như là một tội phạm buôn bán ma túy vậy. Hài, khổ thần ghê. Sau khi càn quét hết vũ khí, tôi nhanh chóng lao ra ngoài như một vị thần. Tôi sử dụng khẩu súng mà vừa cướp được của tên cảnh sát lúc nãy đó, nã vào những tên cảnh sát khác. Và kết quả không bao lâu tôi lại bị thêm một sao nữa. Ôi giời ơi, kiểu này không biết khi nào mới dừng lại đây. Và không biết tôi có thể quay trở về nhà của mình hay không. Lũ cảnh sát kéo càng ngày càng đông, có cả trực thăng ở trên bầu trời nữa. Có vẻ lúc này tình hình hết sức căng thẳng. Tôi cảm nhận được khẩu súng cướp của tên cảnh sát không thể nào giúp tôi tiêu diệt những cái tên đáng ghét ở đây. Thế là tôi cũng quyết định lục trong túi của mình và lấy ra một khẩu súng sáo nòng. Wow, với khẩu súng sát thương cực nhanh này đã giúp tôi san bằng tất cả. Lũ cảnh sát không còn xem tôi là tội phạm buôn bán ma túy nữa, mà bây giờ bọn chúng đã chuyển tôi qua thành tội phạm cực kỳ nguy hiểm, chuyên đi làm hại con gái nhà lành, bà già xấu xí gì cũng không tha nữa. Ai, mà tôi đâu có làm cái chuyện đó đâu. Thì sau một hồi chống trả và diệt rất là nhiều cảnh sát muốn tấn công tôi, kết quả thế giới nhân loại đã cho tôi thành truy nã 5 sao. Và đây cũng là mức phạm tội mà nhân loại từng được ghi nhận là cao nhất. Ngày hôm nay tôi cũng đã làm nở mặt nở mày loài sói rồi. Bởi vì tôi là con động vật lần đầu tiên giúp loài sói đạt đến ngưỡng tuyệt vời này. Nhưng thôi thấy mẹ rồi, tôi cũng nhanh chóng chui vào một chiếc xe cảnh sát để nấp. Nhưng thật không ngờ tôi lại tăng thêm một sao truy nã nữa là 6 sao. Tôi đã phá được kỷ lục tại thế giới GTA 5 này. Nhưng khi đạt đến 6 sao, lúc này lực lượng cảnh sát đã rút đi và thay vào đó là lực lượng quân đội hùng hậu khủng khiếp. Bọn chúng xem tôi giống như là tội nhân thiên cổ vậy. Bọn chúng dùng xe tăng, thiết giáp và tất cả những vũ khí thuộc quân đội khủng khiếp để dành cho chiến tranh, hòng muốn cho tôi banh xác. Lần này thì tôi không còn cơ hội chết toàn xác hoặc là trở thành giả cày 7 món nữa rồi. Thôi, tôi nhanh chóng chuồn cho lẹ. Tôi chạy qua một cái khe của một tòa nhà thì đột nhiên sao của tôi nó lại tăng lên. Quái quỷ gì vậy? Ở mức độ 7 sao, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp tục? Đột nhiên lực lượng quân đội biến mất hoàn toàn và cũng chẳng còn cảnh sát nào cả. Nhưng phía sau tôi lại xuất hiện những vũ khí hết sức kỳ lạ.
Bọn chúng là những con robot có thể bay lơ lửng trên không và tự chiến đấu, tự tiêu diệt kẻ thù. Tức là bọn chúng được xác định tiêu diệt tôi. Thôi, không hay rồi. Khi tôi chạy tới đâu, bọn chúng cũng đã truy lùng từng ngóc ngách để quyết bắn vào người của tôi tới đó. Tôi bắt buộc phải đối mặt với bọn chúng mà thôi. Tôi lại tiếp tục lục trong cái kho vũ khí của mình và thấy được một cây cung rất đặc biệt. Cây cung này có những mũi tên gây nổ, gây sát thương rất là rộng. Được rồi, cây cung này chắc chắn phù hợp để tiêu diệt lũ robot chết chóc này. Tôi cũng bắt đầu phá hủy từng con, từng con. Được một hồi thì sao chi nã của tôi lại tăng lên 8 sao. Không biết bao giờ mới được dừng lại, không biết bao giờ mới thoát khỏi thế giới đầy chết chóc này đây. Bọn chúng muốn chơi với tôi sẽ chơi bọn chúng tới cùng. Chơi khô máu thì thôi. Thế là tôi lại tiếp tục lục trong túi vũ khí của mình, đổi sang một vũ khí khác. Vũ khí này là súng siêu âm các bạn ra. Mỗi lần đạn của nó bắn ra tạo thành một lực cường kích cực kỳ lớn. Chắc có vẻ súng này hiệu quả hơn cái cung tên gây nổ diện rộng kia. Và đúng như vậy, tôi cũng đã hạ rất rất nhiều thiết bị bay giết người chết chóc này. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng không các bạn à, trên màn hình của tôi nó lại tăng thêm một mức độ nữa. Tổng cộng là có 9 sao chi nã rồi. Không lẽ tôi sẽ càng ngày càng gặp những chuyện khủng khiếp hơn nữa hay sao? Tôi lại cố gắng chạy thật nhanh vượt qua một cái cầu rất lớn. Lúc này đột nhiên trên bầu trời đã xuất hiện những cái bóng hết sức kỳ lạ. Rõ lên trên thì tôi đã phát hiện đó chính là những cái vật thể khổng lồ hình tròn và lơ lửng trên không. Đúng rồi, đó chính là những chiếc đĩa bay ở ngoài hành tinh mà cha tôi trước đây đã từng nhìn thấy và kể cho tôi. Wow. À mà khoan, không lẽ bọn chúng tới đây để giúp con người truy nã tôi hay sao? Thật đáng ghét. Vậy thì tôi sẽ cố gắng tìm một thứ vũ khí nào đó để có thể bắn thủng những chiếc đĩa bay đó. Tôi lục tìm trong kho và phát hiện được một khẩu súng có hình rồng xanh. Khẩu súng này từ trong miệng của con rồng có thể bắn ra laser và đạn của nó cực kỳ hủy diệt. Thế là tôi cũng đã sử dụng và bắn lên những chiếc đĩa bay đó. Và thật không mấy khó khăn, tôi đã phá hủy được từng chiếc. Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc, nhưng không. Lúc này tôi đã thật sự đạt đến 10 sao chi nã. Ôi trời đất ơi, tiếp theo chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra nữa đây? Nhưng đột nhiên tôi thấy mọi thứ thật yên bình. Chẳng có cảnh sát, chẳng có quân đội, cũng chẳng có chiếc đĩa bay nào cả. Nhưng tôi tưởng rằng mọi thứ đã qua đi. Thì đột nhiên, từ trên trời, từ trong không khí đã xuất hiện những quả cầu màu đỏ hình lửa đang cố gắng tiến gần tôi. Bọn chúng dường như muốn tấn công và nuốt chửng tôi. Nhưng tôi cũng nhanh chóng sử dụng súng laser để phá vỡ bọn chúng. Thật là dễ dàng. Chẳng lẽ ở cấp chi độ 10 sao? Đơn giản như vậy hay sao? Tôi bắt đầu cảm thấy tự tin và tự cao. Tôi thờ ơ đi những quả cầu đó vì cho rằng những quả cầu đó thật đơn giản. Những bóng dưng xuất hiện hai quả cầu bất thình lình áp sát tôi và nuốt lấy người của tôi. Sau đó bọn chúng phát nổ và khiến cho tôi cũng đã tử nạn. Đến khi chết, tôi cũng không biết thứ đó là thứ gì.